Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Khang Raymond. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn con Gokai Land Bandai. Mình mua con này thì mấy bạn cũng biết lý do tại sao rồi. Để làm con Girl Centaurus giá rẻ. Thì nói về con này xíu đi ha. Thật sự thì mình không có coi Gokai, mình không biết lý do tại sao mà con biết là nó trở lại hay là tại sao nó có cái ngoại hình mới như vậy. Nhưng mà cái ngoại hình này mình phải công nhận là nó đẹp đẹp thiệt sự, nó nhìn giống con Big Lion cũ của Gao, nhưng mà nó cũng có những cái phần đổi mới, và những cái phần đổi mới đó nó phù hợp, tức là nó đổi mới nhưng mà nó không làm xấu đi cái con này, mà nó làm con này còn đẹp hơn, mà nhìn nó vẫn còn giống con sư tử cũ. Thì con này chỉ bị một cái á, là ở dạng sư tử á, thì mình cảm giác là hai cái chân này nó hơi to ở dạng sư tử thôi, qua dạng kia thì nhìn nó phù hợp lại ngay. Thì cái bản đồ chơi thì mình thấy khá là ok ha, nhưng mà trên phim á mình không có coi, nhưng mà mình có coi sơ một cái clip mà con này xuất hiện á, thì mình thấy hai cái chân này nó quá là bự, hai cái vai nó bị sồ ra luôn. Trên phim thì nhìn nó mất cân xứng hơn, ngoài đồ chơi thì mình thấy là ok hơn. Rồi còn về màu sắc á, thì mình cảm giác thì cái màu chủ yếu là màu nhựa thôi à. Nó có mấy chỗ này nó bóng bóng lên đẹp nè, có sơn metallic đẹp nè, cái bờm cũng vậy đẹp nè, cái phần bờm mà màu vàng này là nhìn đúng là đặc sản của Gao luôn, cái dòng mà sơn metallic quá trời luôn. Nó đẹp ha. Đây. Mấy cái phần này thì nó là cái cơ chế nó bật ra, cho nên là nó không có cái màu đó, nó phải xài nhựa dẻo. Thì chấp nhận được. Đó. Có những chỗ sơn metallic nữa nè, nó rất là đẹp. Màu thì nó heo heo con cũ thôi, nhưng mà nói chung là cũng có chỉnh sửa đôi chút. Ok, khá là phù hợp. Thì nó bị cái là mình cảm giác cái chỗ này nó bị hỏng quá. Kiểu biết là nó để nó ráp vô chèn để lát nữa ráp vô con, nếu mà đúng là để ráp vô con Gokai thì ok, hỏng thì hợp lý, nhưng mà nếu mà được người ta nên có cái nắp đậy lại, giống như con biết lên cũ, con biết lên cua gao thì rõ ràng là ráp rồi phải tháo cái nắp ra, nhưng mà có nắp đậy lại nhìn cho đẹp. Con này thì cảm giác chỗ này nó hơi thiếu, nhưng mà nhìn này thì không thấy ha, cũng được. Mà mình không biết tại sao á, cái con sư tử Gao, con Gao sư tử, con biết là con này luôn, con nào cũng dễ bị cái vụ mà lỗ mũi ăn trâu nữa, thậm chí là hàng Bandai mà cũng bị, khó hiểu. Cái con mắt con này cũng rất là đẹp, mắt cái màu xanh lục. Mình không biết trong hồi đó hoạt hình Gao nó đúng không, nhưng mà mắt này đẹp. Và một lát nữa nó còn có cơ chế sao LED nữa, lát mình sẽ cho bạn xem. Mắt khá đẹp. Rồi cái chỗ này mình thấy khá là hay nè, kiểu hai cái chuột này đúng là nó một con biết lên cũ, nó là hai cái cục để gắn cái tay, nếu mà ở dạng con sư tử nhỏ còn lên bự thì người ta không có xử lý gì hết, người ta để nguyên nó y chang vậy. Còn cái này ở con Gokai lên đó, người ta đã xử lý nó, người ta đã gắn một cái part vũ khí thêm, và người ta lựa nó là gắn vô đây, nhìn nó rất là phù hợp ha. Mặc dù mình không có chơi con Gokai là ô, nhưng mà mình thấy cái việc làm gì khá phù hợp ha, và cái đuôi người ta cũng biến biến thấu nó để một lát nó ráp thành được cái mũ nữa, khá là hay. Thì ngoài ra con này nó có bánh xe ở dưới đây ha, để mình ngăn được cái việc mà mình cả nó bị chày cái mặt chân á, thì mình có bánh xe để kiểu kéo đi kéo lại nó cũng dễ dàng hơn nữa. Thì mấy bạn nếu mà thích thì để, còn không thích thì mình có thể đậy nó vô. Nó rất là đơn giản, và cách thêm cũng rất là hay ha, sáng tạo. Ok, cộng một. Good. Rồi thì cái sao LED của nó thì cái chỗ này thì mình hơi bực một xíu là mình phải tháo cái đầu sư tử ra. Đó, tháo đầu ra, nó gắn vô bằng cái khớp này nè, gắn vô trong phía này, thấy không? Nè, như này. Rồi thì pin á, thì mấy bạn mở cái nắp này ra, đó, đây tôi dính nhận mở mở này ra, bỏ vô đây hai cục LR44
Ai chơi chen thì chắc cũng quá quen thuộc với LR44 à ha. Cục này khá là mắc ha. Mình nhớ mua ở mấy chỗ khoảng chừng 10.000 một cục. 10.000 một cục nha. Hả? 10.000 một cục. Rồi. Thì để mấy bạn bật cái sao LED này lên á, phải bật nha, chứ không phải là nó ấn muốn ấn là ấn, phải bật mới xài được. Thì mình sẽ ấn cái nút này, mình kéo lên. Đó, thì khi mình bật về thì con mắt đèn nó cũng sáng lên ha, và có cái tiếng triệu hồi siêu thú của Gao. Mình rất là thích cái tiếng này luôn, và tiếng này âm thanh nghe rất là đọc rõ, rất là đã. Nhưng mà cái mình bực nhất ở cái tiếng đó là mình chỉ nghe được khi mình bật nó lên thôi. Đó. Kiểu mình muốn nghe lại cái tiếng đó mình phải tắt rồi bật lại, không hiểu luôn. Rồi thì mấy bạn sẽ ấn nút ở đây, thì khi mà ấn đó, thì nó sẽ bật hai, đúng đó, là nó sẽ bật bốn cái bờm ra nha, và nó sẽ có âm thanh đi theo. Nhưng mà con mình cái phần này nó đã bị hư và không thể xếp lại được đó. Mình chỉ xếp được hai bờm dưới thôi. Ở đây mình sẵn mình thiện mình chửi luôn Bandai, quá là nhiều lỗi vặt trong đồ chơi của họ đi. Thực sự là mình không có chơi nhiều đồ Bandai. Đây là con Zor, con cỗ máy duy nhất của Bandai mà mình mua, và mình thực sự là chưa gì mà mình đã có ấn tượng xấu rồi đó. Kiểu mấy bạn coi lại mấy cái clip trước của mình đó, thì rõ ràng hai cái bờm trên nó vẫn còn xếp vô được, và bây giờ nó không xếp vô được nữa. Và cái mức độ chơi của mình cũng không phải gọi là phá hoại nữa, mình chơi cũng rất là dữ kỹ. Người chủ trước làm chạy cái lỗ mũi này và tới giờ mình vẫn chưa làm nó chạy thêm phần nào hết. Đó, thậm chí mấy cái phần bờm này mấy bạn thấy nó còn rất là sáng luôn, không thể nào mà hiểu được. Chỉ việc ấn vài lần thôi mà cái miếng này nó lại như vậy. Và thậm chí nha, mấy bạn nghe nãy là một tiếng, bây giờ mình sẽ có một tiếng nữa. Đó, nãy là tiếng gầm, bây giờ là tiếng chiếu chiếu xong nó gầm. Rồi tiếng gầm này sẽ khác với cái tiếng thứ nhất. Đó, tổng cộng là 3 tiếng. Và bây giờ mấy bạn sẽ ấn ấn nhiều lần thì nó sẽ có một cái tiếng đặc biệt. Hãy để ý nghe cái tiếng đặc biệt đó nha. Đó, nghe tiếng đặc biệt rồi ha. Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Mình phải công nhận là Bandai làm cái chuyện nó rất là hay, rất là dễ thương. Và cái chuyện đó nó bao gồm việc là người ta khuyến khích bạn ấn nhiều nút này, ấn nút này nhiều lần để được cái tiếng đó. Và cái hậu quả của việc ấn nhiều lần là gì? Hai cái này không xếp vô được. Không hiểu luôn. The fuck. Thậm chí nha, cái phần ở dưới nè, cái bên này xếp rất là sát vô, còn bên này xếp nó bị lồi ra cả phút nè. Đó, bạn nhìn ở phía bên đây bạn sẽ thấy rõ nè. Đó, cái này nó sát vô nè, cái này bị lồi ra nè. Đó, mình không biết là trong thời gian tương lai rồi có khi nào hai cái miếng này cũng không xếp được được luôn không, thì thật sự là một cái lỗi vặt không đáng chút nào của Bandai. Thậm chí đó giờ mình chưa chơi đồ của Bandai nhiều nha, mình chỉ mới có con này. Hồi đó mình có con Warimon của cái dòng kia, nhưng mà nó không phải là dòng dòng này rồi, không phải dòng mấy cỗ máy của siêu nhân rồi, mình không có đề cập tới. Thì mình chỉ mới được có hai món của Bandai. Thì đó là hai món mình thật sự cầm trên tay và trải nghiệm và cảm giác nó bị hư như con này, món kia thì chưa bị hư. Thì ngoài con này ra thì những con khác của dòng Gao cũng rất bị nhiều rất là lỗi vặt, giống như con sư tử rất là dễ gãy răng, hoặc là con tinh tinh dễ bị gãy cái chốt ở tay, hoặc là con Falcon dễ bị rụng lông, vân vân may may. Dòng cuồng phong cũng bị, dòng cuồng phong thì con cá heo bị gãy cái thân quá nổi tiếng luôn, rồi bị con bọ hung bị gãy chốt ráp gì đó. Nói chung là thật sự mình không có, mình biết là đồ của hãng nào, mỗi hãng thì nó sẽ có cái chất lượng kiểm định, một cái QC nhất định. Nhưng mà sự đồ của Bandai làm vậy là quá tệ, và cái tệ hơn á, là theo như mình biết thì mình không có xin thêm được mấy cái chuyện đó. Mình không có thể nào mà xin ê cho đổi cho tao cái đầu của sư tử khác, không
Em mình không biết là đồ của Bandai dành cho con nít hay dành cho người lớn, cái này mình không biết thiệt sự. Nếu mà dành cho người lớn thì người ta đã giữ kỹ rồi mà nó vẫn còn hư như vậy. Mà nếu nó dành cho trẻ con thì nó còn dễ hư hơn cái cỡ nào nữa, hay là kiểu Bandai không quan tâm tới người dùng luôn thì ở đó mình không biết. Nhưng mà trải nghiệm của mình với đồ của Bandai và chủ yếu là dòng mấy cái cỗ máy do siêu thú lắp ráp gì đó thì con này là tệ, theo như mình thấy là tệ. Rồi than thở xíu về cái chất lượng của Bandai ha, thì mình cũng muốn than thở quá nhiều trong cái clip này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị nó cho cái cách ráp. Nếu như mấy bạn có con Gokayo thì mấy bạn có thể gắn lên trên đây, tháo hai chân ra gắn lên đây và nó sẽ thành dạng như trên hình. Mình không có chơi Gokayo nên mình chỉ nói vậy thôi. Hoặc là nếu mấy bạn có đo cách ráp thứ nhất và cách ráp thứ hai đó, mấy bạn tháo bung con này ra, tháo đầu tháo này như được trên hình mấy cái bộ phận đó, thì mấy bạn sẽ ráp lên được Gokai với cái dạng thứ hai, dạng Shinken, Gokai Shinken gì á, nói chung mình không nhớ tên nhưng mà nó liên quan tới Shinken. Giờ thì khi mà mình làm cái cơ chế của Gokai á, thì cái bật cái miệng ra nè, có hình của Shinken red nè, ở trong đây thì có sinh dương với sinh lá, ở đây cũng có. Đó. Rồi, rồi bây giờ thì hôm bữa mình đã chỉ mấy bạn cách làm cái khớp ráp vô con này rồi, thì bây giờ mình chỉ cần ráp lên thôi ha. Thì đầu tiên thì mấy bạn cần có cái khớp ráp. Mấy bạn làm sao thì tùy mấy bạn, mình chỉ rất là nhiều cách, mình chỉ hai cách chứ sorry, không phải tới mức là rất là nhiều nhưng mà có hai cách. Thì mấy bạn có thể biến tấu thêm. Hiện tại mình chỉ được có hai cách thôi. Rồi ok, thì đây là Gao Kentaros hay là Centaurus thì bạn đọc, thì đây là phiên bản mình và nhiều người nó cũng có cùng biết tỉnh nha. Thì thực sự thì gắn lên nó thì mình cảm giác là con biết là hình con Gokai là nó nhìn nó đẹp hơn con biết là hình. Thì sao mấy bạn nhìn nè, con này nhìn nó mới đúng ra con nhân mã nè. Khi mà
cái chân phía trước á, nhìn nó rất là cân đối với cái phần thân, nhìn nó không có bị nhỏ giống như con Bigland. Mang Bigland nếu bạn nhìn kỹ á, hai chân nó nhìn phía ngang không sao, nhưng mà nhìn ở phía trực diện á, hai cái chân nó nhìn rất là mỏng manh, rất không phù hợp. Và một cái nữa, con này gắn lên á, cái phần thân nó và cái chân nó nè, nó một mạch liền như vậy, và cái đầu sư tử nó hơi nhô ra phía dưới thôi. Còn cái con Bigland á, nó bạn gắn á, thì con Falcon nó nằm tuốt ở phía dưới này nè, nhìn nó giống như là con Falcon nó cưỡi lên người con Bigland nè, chứ không phải là nhìn giống như là, không phải giống như con nhân sư, không phải nhân sư, còn nhân mẹ. Nói chung nhìn nó không có hợp lý lắm ha. À, thì đây là một option cho mấy bạn, nếu như mấy bạn không có khả năng mua con biết lành, tại vì con biết lành khá là mắc nha, bản Hàn bản Nhật miền nào cũng mắc hết, hàng China thì thôi đừng khỏi mơ tới chuyện kiếm luôn ha, săn giành nhau chắc chục người giành nhau kiếm một con còn chưa ra nữa, nên là khó. Rồi nếu bạn có thì thôi, mình có thì mình cứ xài, nhưng mà mình thì mình không có, mình có gì xài nấy. Thì bản thân mình thì thấy ok, và đặc biệt là cái cốt truyện nó phần đó nhìn nó cũng hay nữa, kiểu nó rất là sáng tạo ha, kiểu một con sư tử bình thường, mấy bạn coi từ đầu phim tới cuối phim luôn, mấy bạn sẽ mang cái suy nghĩ là chắc con này chỉ ráp cái thân thôi, đâu làm được gì nữa đâu, xong rồi tới một tập bùm biến thành con sư tử bự, ráp thành nguyên cái thân dưới, khá là hay. Nó phải công nhận là Bandai tôi khá là hay trong cái việc sáng tạo đó. Tại cái cách mà người ta ráp á, ráp con cọp với con cá mập và con voi vô để cho nó có khiên và kiếm đó, rất là hay. Nó rất là giống mấy cái kiểu mà mấy bạn coi phim mà kiểu mấy phim giả tưởng giống như Narnia rồi đó, mấy con nhân mã thường nó có kiếm, có khiên, có kiếm rồi có giáo rồi này nọ, nhìn nó rất là cái phù hợp. Cái không phù hợp duy nhất ở đây á là con Falcon nó mọc cánh, và mình chưa bao giờ thấy con nhân mã nào có cánh, ít nhất là trên phim. Và nếu mà không biết thì mấy bạn biết phim nào có nhân mã và có cả cánh thì comment dưới, mình sẽ thử coi ha. Thì mình nghĩ nếu mà hợp lý hơn á, dành cho con Gendarod á, thì chúng ta có thể gắn con Gao Gao Công đỏ, con tinh tinh đỏ, và tạo thành giống như là nửa thân trên là Gao Nai nhưng mà phần dưới là con sư tử. Mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Và ngoài ra thì mình nghĩ ngoại trừ kiếm và khiên, chúng ta có thể mình có thể sáng tạo, mình có thể gắn cung cung tên. Mình thấy nhân mã trên phim xài cung tên rất là nhiều, và cung tên nữa bạn biết có hai con, đó là hai cái tay của con God. Rồi thì nói sơ vậy thôi, dạng này mình thấy khá là hay, tính sáng tạo của Toei và Bandai là tuyệt vời. Tuy nhiên một lần nữa nhắc lại, con Gô Cái Lệnh với cái chất lượng cái bờm bật ra bật vô vậy là tệ, và mình hỏi nhiều người rồi, nhiều người cũng bị, không phải là một mình bị, nên chắc chắn không phải là do mình phá. Thêm nữa là cái việc người ta khuyến khích ấn nhiều cái nút này mới ra một cái tiếng đặc biệt, là người ta bản thân người ta đã khuyến khích mình phá cái cơ chế nút này rồi đó. Thì mình không biết mấy cái đồ sau này của Bandai như thế nào, nhưng mà tính từ Gao là 203, 201, 203 gì đó, tới Gokai, mình nhớ Gokai là khoảng chừng hai mươi mấy ha, mình không nhớ chính xác ha, xin lỗi mấy bạn nếu mình nói sai, nhưng mà mình nghĩ là từ Gao tới Gokai là một chặng khá là dài, và việc xuất hiện những cái lỗi vặt như vậy vẫn còn thì khó mà chấp nhận được, khó mà chấp nhận được. Nếu thật sự thì mình sẽ chấp nhận được. Mấy bạn có thể nói tại sao mình chấp nhận mấy cái lỗi bên trên mà mình không chấp nhận mấy cái lỗi đó bên cái tay, thì mấy cái lỗi bên trên mà mình chấp nhận đó, nó sẽ là những cái lỗi để ưu tiên cho cái gì đó nó tốt hơn, hoặc là những cái lỗi đó là những cái lỗi không thể tránh được. Còn cái này người ta cố tình làm một cái cơ chế mà bị cái lỗi đó, vậy sao mình chấp nhận được, đúng không? Thì tổng kết ha, mấy bạn nào ít tiền có thể chơi con này, con Gokai thành khá là rẻ, mình thấy là chưa bao giờ mình thấy con này dư giá trên 1 triệu hết, giá chắc chắn là dưới 1 triệu, thậm chí là dưới 900, khoảng chừng 600 tới 800 ngàn là mấy bạn có thể kiếm được, tình trạng thì tùy hên xui. Con của mình thì khoảng mình nhớ là 650 700 gì đó,
mà tình trạng là đầy đủ, không có hợp thôi. Âm thanh vẫn ok, lúc mình mua về cái bờm bật vẫn ok, cho tới khi mình chơi thì nó như vậy. Rồi, clip như đây thôi, mình sẽ còn một clip nữa nói về con hồn chim thần, một clip nữa nói về con gao nai, gao hiệp sĩ, rồi mình sẽ làm một clip tổng hợp tất cả các con gao. Rồi, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình với series gao trong thời gian qua. Thì cuộc vui nào cũng có điểm tàn. Thì khi mà mình làm clip tổng hợp tất cả các dạng gao thì series này cũng sẽ chấm dứt. Thì mình không biết là trong tương lai mình sẽ có làm thêm những con robot khác của Super Sentai hay Power Ranger không? Thì mình không có hảo với cái dòng này. Mà nếu có thì mong mấy bạn ủng hộ. Hey, tạm biệt mấy bạn. Bye.